Vào năm 1172, các tỉnh phía Tây Bắc Trung Quốc hiện nay từng được gọi là Vương quốc Tangut, được cai trị bởi triều đại cùng tên. Có một số bộ lạc Mông Cổ các thủ lĩnh được gọi là các Hãn. Với sự cạnh tranh giữa các bộ lạc và niềm khao khát quyền lực bên trong họ đã gây ra một số cuộc đấu tranh và cái chết đầy máu. Không có luật lệ nào trong thế giới của người Mông Cổ và rất cần một vị Hãn tối cao để lãnh đạo và đoàn kết người dân lại. Isugei là Hãn của một bộ lạc nhỏ ở phía Tây. Và một ngày, anh ta đang đi du lịch cùng những người của bộ lạc mình để tìm con dâu cho cậu con trai 9 tuổi của anh ta, cậu bé tên là Thiết Mộc Chân. Vào ban đêm, họ dừng lại ở bộ lạc của một người bạn để nghỉ ngơi. Thiết Mộc Chân đang bận chăm sóc con ngựa của mình thì một cô gái tên Mộc Lan đến gần và hỏi tên anh. Thiết Mộc Chân giới thiệu bản thân cho cô bé và cho biết mục đích của chuyến đi. Khi biết cậu ta đang tìm kiếm một cô dâu, Mộc Lan cô bé tự tin tuyên bố rằng cậu nên cưới cô ấy. Nhưng cha của Thiết Mộc Chân muốn mang về nhà một cô dâu từ một bộ tộc mạnh hơn vì mục đích chính trị. Nhưng theo yêu cầu lặp đi lặp lại của con trai mình, Isugei cho phép con trai chọn một người nào đó từ bộ tộc của người bạn để thay thế. Trước khi chọn cô gái, bố cậu ta được yêu cầu cậu tìm kiếm một cô gái có đùi to và đôi chân khỏe, vì những cô gái như vậy mới có thể khiến người đàn ông của mình hạnh phúc. Thiết Mộc Chân làm như lời cha đã nói và đã chọn Mộc Lan. Cuộc hôn nhân của họ đã được tiến hành nhưng sau 5 năm nữa hai người mới có thể ở bên nhau. Trước khi rời đi, Thiết Mộc Chân hứa sẽ sớm trở lại và tặng Mộc Lan một chiếc vòng cổ như một món quà để tưởng nhớ cậu ấy. Trên đường trở về làng của họ, Isugei và những người đàn ông nghỉ ngơi gần một điểm dừng chân. Họ thận trọng vì cách đó vài mét là thủ lĩnh của bộ tộc đối thủ cùng với người của hắn ta. Đột nhiên, thủ lĩnh bộ tộc bên kia gửi cho Isugei một bát sữa như một dấu hiệu hòa bình. Để đáp lại, Isugei cũng gửi lại một bát nước trái cây. Cánh tay phải của Isugei nói rằng anh ta nên để anh uống trước vì họ không thể tin tưởng kẻ thù của mình. Nhưng Isugei không muốn đánh mất cơ hội làm hòa vì nghi ngờ. Anh ấy uống sạch bát và Hãn bên kia cũng vậy. Một lúc sau, họ tiếp tục cuộc hành trình, nhưng sau vài phút, ngực Isugei bắt đầu đau. Anh ta ngã ngựa và chết. Rõ ràng là những kẻ bộ tộc đối thủ đã lợi dụng lòng tốt của anh ấy để đầu độc. Thiết Mộc Chân tội nghiệp đến đỡ cha mình nhưng những người theo ông không thèm quan tâm. Theo truyền thống của họ, người bộ tộc chỉ đi theo một thủ lĩnh mạnh mẽ. Giờ đây, thủ lĩnh của họ đã chết, mối quan tâm chính của họ là tìm một Hãn mới chứ không phải trả thù cho Hãn cũ. Sau đó, Thiết Mộc Chân và mẹ của cậu bé tổ chức đám tang cho cha mình. Isugei sở hữu rất nhiều gia súc và nhà cửa, nhưng giờ đây đã bị cánh tay phải của ông ta là Ba Khư chiếm hết. Mẹ của Thiết Mộc Chân nguyền rủa hắn ta và tuyên bố rằng một ngày nào đó con trai bà sẽ giết hắn ta. Ba Khư nhận ra đó sẽ trở thành sự thật, ngay lập tức hắn muốn giết cậu bé Thiết Mộc Chân. Tuy nhiên, họ đo chiều cao của cậu bé không chạm tới phần trên của bánh xe đẩy. Theo truyền thống, người Mông Cổ không được giết trẻ em, vì thế cậu bé đã được sống sót. Nhưng Ba Khư thề sẽ trở lại vào mùa đông tới khi chiều cao của cậu đủ để hành quyết. Khi mùa đông đến, Thiết Mộc Chân không có nơi nào để trốn. Cậu ấy nhớ cha mình đã nói với cậu về thần Tengri, người sẽ giúp đỡ mình trong lúc cậu ấy cần. Do đó, anh đến núi Thiêng để thăm thánh điện. Nhưng trên đường đi, cậu vô tình bị rơi xuống một hồ nước đóng băng và suýt chết. Cậu được cứu bởi một cậu bé cùng tuổi tên là Jamukha. Sau đó cùng em trai mang Thiết Mộc Chân về nhà của họ và cho cậu ấy ăn. Thiết Mộc Chân biết ơn những người anh em đã cứu mạng mình. Cậu bé đề nghị được làm anh trai ruột thịt của Jamukha. Họ hòa máu của mình vào một bát sữa và uống để chứng tỏ lòng trung thành với nhau. Sáng hôm sau, họ phải đối mặt với Ba Khư và người của hắn ta, những người vẫn đang tìm kiếm Thiết Mộc Chân để giết cậu bé. Họ bắt cóc Thiết Mộc Chân và đưa cậu bé về bộ lạc. Nhưng may mắn thay cho Thiết Mộc Chân, chiều cao của cậu vẫn không tăng lên nhiều kể từ khi lần trước, vì vậy hắn ta muốn giam cầm Thiết Mộc Chân cho đến khi lớn lên. Một ông già tốt bụng cho cậu ta ăn hàng ngày và giúp Thiết Mộc Chân chữa vết thương. Vài ngày sau, họ đo lại chiều cao của Thiết Mộc Chân nhưng chiều cao vẫn không tăng. Đột nhiên, trời bắt đầu mưa và mọi người đi vào trong nhà của họ. Ông già nhân cơ hội này để thả Thiết Mộc Chân đi. Thiết Mộc Chân cậu trên cánh đồng với tấm gông bằng gỗ vẫn bị mắc vào cổ. Cậu leo lên núi và cầu xin thần Tengri giúp đỡ. Thiết Mộc Chân nhìn thấy một con sói trắng bên cạnh tượng đài của thần. Và vài giây sau, tấm ván gỗ bị tháo ra một cách thần kỳ. Bối cảnh chuyển sang năm 1186. Thiết Mộc Chân đã trưởng thành nhưng vẫn đang chạy trốn khỏi Ba Khư và người dân của hắn. Sau một cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều năm, họ đã bắt được anh và nhốt anh trong gông bằng gỗ tương tự. Lần này, anh ấy đã phát triển chiều cao đủ để giết, nên cơ hội sống sót của anh ấy rất thấp. Ba Khư muốn nhìn thấy anh quỳ xuống cầu xin sự sống, nhưng Thiết Mộc Chân là một người đàn ông kiêu hãnh, anh đã từ chối làm như vậy. Do đó, Ba Khư quyết định tra tấn anh ta từ từ thay vì giết anh ta ngay lập tức. Ông già đã giúp Thiết Mộc Chân nhiều năm trước vẫn cho anh ấy ăn hàng ngày. Khi trời tối, Ba Khư đến gặp Thiết Mộc Chân một mình và chế nhạo anh ta. Vì mọi người đều bận rộn, Thiết Mộc Chân tận dụng cơ hội để tấn công đối thủ và giết hắn ta bằng cách dùng gong bằng gỗ đánh hắn liên tục. Sau đó, anh bỏ trốn khỏi làng và vẫn an toàn trở lại.
Thiết Mộc Chân sẵn sàng đưa bộ tộc của mình trở lại và trở thành một hãn hùng mạnh, nhưng trước tiên, anh ấy phải đưa cô dâu của mình về nhà. Anh ấy đến bộ lạc của vợ mình đã ăn hỏi kể từ khi anh 9 tuổi. Mộc Lan đã lớn lên để trở thành một phụ nữ mạnh mẽ và xinh đẹp. Cô ấy tiết lộ rằng cô ấy đã đợi anh kể từ sau lần dậy thì đầu tiên. Thiết Mộc Chân nhận một chiếc áo khoác làm của hồi môn và mang theo Mộc Lan về. Cả hai đến gặp mẹ và chị gái của anh ấy sau vài năm. Họ được gia đình chào đón hết lòng. Trong những tháng tiếp theo, họ sống trải qua yên bình cùng nhau. Và Thiết Mộc Chân và Mộc Lan càng ngày yêu nhau càng thắm thiết. Nhưng vào một ngày nọ rắc rối nảy sinh, họ bị bộ lạc Mách Kịt tấn công. Hóa ra cách đây rất lâu, cha của Thiết Mộc Chân đã bắt cóc mẹ của anh từ thủ lĩnh của bộ tộc Mách Kịt. Hắn ta đã thề sẽ trả thù và giờ đây hắn đến để đánh cắp Mộc Lan khỏi Thiết Mộc Chân. Cặp đôi cố gắng chạy trốn nhưng Thiết Mộc Chân bị bắn một mũi tên và sau đó Mộc Lan bị bắt cóc làm lò khoai cho bộ tộc đối thủ. Khi Thiết Mộc Chân khỏe hơn, anh biết mình phải lấy lại vợ nhưng anh ấy không thể làm điều đó một mình. Do đó, anh ta đến gặp người anh em ruột thịt cũ của mình, nơi ở của Jamukha. Giờ đây Jamukha đã lớn lên và trở thành hãn của một bộ tộc hùng mạnh. Anh ấy đồng ý giúp đỡ nhưng sau một năm nữa vì bận công việc sắp tới. Một năm trôi qua trong chớp mắt và cả hai cùng quân đội của mình lên đường tấn công bộ tộc Mách Kịt. Họ giết tất cả người của bộ tộc đối thủ và cướp bóc nơi này. Sau đó anh tìm thấy Mộc Lan đang mang thai ở một túp lều. Cô ấy đã giết một người đàn ông nằm bên cạnh cô ấy. Thiết Mộc Chân ngay lập tức tuyên bố rằng mình là cha của đứa bé và nhận lại Mộc Lan làm vợ. Vào ban đêm, đoàn quân ăn mừng chiến thắng. Đến giờ, Thiết Mộc Chân đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Họ yêu cầu anh ta chia gia súc đã cướp được. Và anh không giống như hầu hết các hãn khác, Thiết Mộc Chân chỉ giữ lại 10% cho bản thân và đưa phần còn lại cho quân đội của mình. Anh ta thậm chí còn cung cấp nhiều hàng hóa hơn cho gia đình của những người đàn ông đã chết trong trận chiến. Hai trong số những người của Jamukha nhìn thấy điều này và quyết định gia nhập bộ tộc của Thiết Mộc Chân. Vì người Mông Cổ được phép chọn các hãn của riêng mình nên Jamukha không thể làm gì được. Nhưng rõ ràng là anh ấy coi đây là sự phản bội. Không lâu sau, những người lính của Thiết Mộc Chân nhìn thấy một người đàn ông đang cố ăn trộm ngựa của họ. Họ đuổi theo hắn ta và lỡ tay giết kẻ trộm. Hóa ra kẻ trộm không ai khác chính là em trai ruột của Jamukha. Sau vụ việc, Jamukha thực hiện sứ mệnh trả thù của mình là giết Thiết Mộc Chân, mà quên mất rằng anh ta là anh em ruột thịt đã cắt máu an thề. Anh bắt tay với một bộ tộc khác và tấn công bộ tộc của Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân biết rằng người của mình không thể thắng trận vì quân số của họ đông hơn rất nhiều. Tuy nhiên, anh ta bảo những người phụ nữ và trẻ em đi trốn và bắt những người đàn ông ở lại chiến đấu hết sức mình. Ngay cả sau khi giết nhiều đối thủ, Thiết Mộc Chân cuối cùng vẫn bị bắt. Jamukha vẫn gọi anh ta là anh trai và thúc giục anh ta cầu xin lòng thương xót để quy hàng. Vì Jamukha anh không muốn giết một người vẫn còn sức mạnh vì đó là niềm tự tôn trong chính mình. Thay vào đó, anh ta biến Thiết Mộc Chân thành nô lệ để bán cho những kẻ môi giới. Thiết Mộc Chân và những người còn lại của anh phải đi bộ vài dặm, họ băng qua sa mạc để đến thành phố do triều đại Tạ Ngút cai trị. Sau đó, họ được giữ ở chợ để mọi người xem qua và mua tùy thích. Một ngày nọ, một quan chức cấp cao của triều đại đến chợ và tỏ ý muốn mua Thiết Mộc Chân. Tuy nhiên, một nhà sư nhìn thấy Thiết Mộc Chân và nói rằng Thiết Mộc Chân không phải là người lý tưởng để làm nô lệ. Và nhà sư nghĩ Thiết Mộc Chân sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ triều đại hùng mạnh. Sau khi nghe những lời của nhà sư nói, ông ta quyết định mua Thiết Mộc Chân về. Sau đó, Thiết Mộc Chân bị nhốt trong lồng như một kẻ lập dị, mọi người nhìn thấy và chế giễu nô đùa anh như trò cười. Nhà sư đến thăm anh ta mỗi ngày và cầu xin sự tha thứ. Ông ấy đã thỏa thuận với Thiết Mộc Chân rằng nếu ông ấy tìm kiếm được Mộc Lan vợ anh, thì Thiết Mộc Chân sẽ không phá hủy tu viện vào sau này. Trong khi tìm kiếm Mộc Lan trong sa mạc, nhà sư bất tỉnh và chết. May mắn thay, Mộc Lan đã tìm thấy ông ấy, cô đã nhận ra chiếc vòng cổ mà ông ấy cầm, đó chính là chiếc vòng mà chồng mình đeo nó trong nhiều năm. Cô phát hiện ra chồng mình vẫn còn sống và đi tìm kiếm anh ta. Vì Thiết Mộc Chân luôn xuất hiện trước mọi người, nên cô ấy không mất nhiều thời gian trước khi tìm thấy anh ấy. Cùng đêm đó, cô hối lộ một lính canh và giúp Thiết Mộc Chân bỏ trốn. Anh rất ngạc nhiên khi thấy con trai mình đã lớn rất nhiều và Mộc Lan có một cô con gái thứ hai. Cô bất đắc dĩ phải ở với một người đàn ông khác để kiếm sống và nuôi con. Thiết Mộc Chân yêu cô ấy nhiều hơn vì sự hy sinh của vợ mình và nói với cô gái nhỏ rằng anh ấy là cha của cô ấy. Gia đình bốn người trở về nhà của họ ở nông thôn và sống hạnh phúc trong một tháng. Những đứa trẻ yêu bố của chúng và chơi với ông mọi lúc. Rồi một ngày nọ, Mộc Lan nhận xét rằng tất cả người Mông Cổ đều giống nhau, họ ăn cắp, cướp và giết người. Nhận xét tuy ngắn nhưng gây sát thương rất lớn đối với Thiết Mộc Chân. Anh ta quyết định rời bỏ gia đình của mình để thống nhất càng nhiều bộ tộc càng tốt và tạo ra các quy tắc trong thế giới của người Mông Cổ, ngay cả khi anh phải giết một nửa bộ lạc vì điều đó. Ba quy tắc cơ bản mà họ phải tuân theo là không bao giờ giết phụ nữ và trẻ em, chiến đấu với kẻ thù đến cùng và không bao giờ phản bội hãn của mình. Vào năm 1196, như Thiết Mộc Chân đã thề, anh ta đã tập hợp một đội quân Mông Cổ về phía mình, thống nhất một số bộ lạc và tạo thành một bộ tộc lớn của riêng mình.
Trở ngại duy nhất trên con đường trở thành hoàng đế tuyệt đối của anh ta là Yamucha, người mà cũng có một đội quân mạnh theo sau. Hôm nay, hai anh em họ đứng trên chiến trường để chiến đấu một trận chiến cuối cùng. Trận chiến rất nhanh chóng được bắt đầu, Yamucha vội vàng gửi đợt quân đầu tiên để chiến đấu. Tiết Mộc Chân đã lên kế hoạch cho toàn bộ cuộc chiến trong khi Yamucha tự phát khiến nhiều người của anh ta bị giết. Sau nhiều giờ chiến đấu cam go và tàn khốc, Tiết Mộc Chân giành chiến thắng và bắt sống quân địch bao gồm cả Yamucha. Thay vì đội quân của Yamucha bị giết, Tiết Mộc Chân đã tha mạng cho bọn họ nếu như họ đầu quân cho quân đội mình. Cử chỉ đó khiến họ biết ơn và trung thành với hãn mới của họ. Ông già đã từng giúp anh ta trốn thoát được phong làm cố vấn của bộ tộc. Bây giờ, điều duy nhất còn lại phải làm là đưa ra phán quyết cho Yamucha. Hai anh em ngồi lại với nhau và trò chuyện về việc họ đã đi được bao xa trong cuộc đời. Yamucha tự hào tiết lộ rằng anh ấy sẽ giết kẻ thù của mình nếu anh ấy ở vị trí của Tiết Mộc Chân ngay bây giờ. Điều này càng chứng tỏ rằng anh ta và Tiết Mộc Chân không giống nhau vì Tiết Mộc Chân cho phép anh bỏ chạy. Vì tôn trọng em trai mình và muốn Yamucha thành lập một đội quân hùng mạnh trong tương lai, Tiết Mộc Chân đã tha thứ cho anh ấy và để anh ấy đi. Sau đó Mộc Lan cùng với cả hai đứa con của mình đã đoàn tụ với Tiết Mộc Chân và sống hạnh phúc với anh ấy. Cuối cùng vào năm 1206, Tiết Mộc Chân được phong làm hãn của toàn bộ người Mông Cổ tên là Thành Cát Tư Hãn. Như đã hứa, ông đã quét sạch toàn bộ triều đại Tan Gút và xây dựng lại vương quốc, nhưng để lại nguyên trạng tu viện theo yêu cầu của nhà sư quá cố. Trong tương lai, ông trở thành người sáng lập ra toàn bộ đế chế Mông Cổ, đế chế hùng mạnh nhất trong lịch sử. Cảnh quay này đã kết thúc bộ phim ngày hôm nay mất rồi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.